Xin chào các bạn nhé. Hôm nay có không? Vợ chồng mình đi đâu? Tông nhân nhở. Hôm nay vợ chồng mình đi kiếm ăn ở dưới suối. Lúc nãy thì mới mưa xuống. Đợt trước thì có người đi thì cũng được cá bống, được một ít. Hôm nay quyết định xuống đây thì có không? Để lấy cái vật này để bắt con cá. Yeah, không ổn rồi. Thôi lên trên thử xem, khả năng là mình không xuống nước. Để vợ mình xuống thôi. Ô, bò nước à? Tưởng bò nước. Mình sẽ đi dọc theo suối này lên tận tít trên kia. Mấy buổi trưa mưa to lắm mà. Thế bây giờ là lại nắng to. Mưa to quá. Cá chê nhỏ à? Ừ, đấy đi, đấy luôn. Cá đấy không? Lấy không? Lấy chứ nhỉ? Hay mang đi thả ao mình. Ăn hết. Thôi nên dọc theo cái này. À, nước đục như này thường có cá chê đấy nhỉ? Ăn hết rồi. Chắc một con thôi. Đi nhá. Bong. Đi bong. Sông Má có đục không nhỉ? Sông Má lục thì đi với sông Má. Toàn ốc bươu vàng. Con nhái cũng đấy chứ vợ. To quá. Đi sang bên kia. Sao thế? Kìa, nhưng mà nước hơi mạnh. Đi được. Thoải mái mà. Đây này. Mạnh thế. Thế lần trước người ta đi ấy như là được nhiều mà nhỉ? Chồng ấy chứ. Khả năng là nó vừa mới lục hôm qua hôm kia. Ừ đúng rồi, sẽ không có cá. Chết. Không như nó mới lục đầu tiên thì cá nhiều. Cá bống nhiều. Giờ còn chưa được con cá bống nào ấy. Chỗ này sau đấy. Cái hổm to mà. Suối này đi câu đúc nó không đục, nước không đục như này cũng có đấy. Có cá mà. Đi. Đi nhỉ? Con hến. Sao đây mình làm như này sao lại được con hến nhỉ? Đấy không? Bỏ đi.
đi như này nhỉ? Sao phải gió? Không tuột đấy. Một con đấy à? Hiếm lắm. Nữa chứ. Cẩn thận nha. Lâu lâu mới được một con. Không tuột mất đấy. Sang bên kia với ơi. Nhờ. Sang bên kia. Sang bên kia những chỗ như thế có. Chỗ này là mương của người ta chặn suối như này để mang nước cho vào ruộng. Úi trời ơi sao thế? Thế này. Ngập tới đùi. Gần 80 phân. Úi sang bên này lại ấy này. Này nông này. Tít đi từ lúc nãy tới giờ mà vẫn được 3-4 con. Khả năng là không có cá. Nó quen nước lục như này rồi nó không ra nữa. Như nó lục đầu tiên thì nó có lú đầu tiên thì cá hay ra nhiều lắm. Không có. Chỗ này nước trong, khả năng là cá nó sẽ chui vào trong này. Gọi là khả năng thôi, phán đoán thôi. Úi, có lỗ ở dưới này, có lỗ. Đưa đến. Đấy mà. Đúng rồi đấy. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5 con. Vậy nhìn như thế là nhiều rồi. Ui, có con tôm. Đấy, thường... Lại làm lại à? Xem. Rồi, bắt đầu đi. Mò từ trên xuống. Tháng 3 tháng 4 chứ nhỏ mình hay đi tát nhỉ? Tháng 3 tháng 4 đi tát cá nhiều nhất. Suối này nhìn như thế thôi nhưng mà nhiều cá lắm. Đưa lên thế nào? À, hết rồi. Con tôm nhỏ. 2 con, 3 con tôm. 3 con tôm nhỏ. Bé xíu. Bên này sâu quá. Quá sâu. Sâu lắm. Nhưng mà sâu như này hay có cá chê. Ôi giời, không có con nào. Toàn bùn. Lên một tí đi.
cái von nhiều quá, không mang dao nhỉ, chặt đấy von đi ơi. Này được đấy, mấy con đấy? Ba con. Úi thế ở dưới kia mình đen không thấy nhỉ, không gặp con nào. Thế mà đen trên này kiểu chỗ này người ta chặn dòng suối này đi cho vào ruộng người ta nên có ới nhiều, có khủng nhiều, không như ở dưới kia. Con cua. Con cua nhỏ. To lùng, bằng bắp chân. Mình quay lại. Quay lại chỗ cú nhưng mà được một con cá chi. À có con cá chép, con cá chép lỏ đây này, chép bàng. May quá. Úi giời ơi, được ăn rồi. Thế đã có ăn rồi. Kiểu đen trên thì không có. May mình quay lại. Thế là được một con cá chép. Cá gì đấy, cá chép à? Cá bống. Cá bống á? Chỗ này nước trong. đúc nãy mình lên trên sao lại ấy nhỉ, không gặp nhỉ, không có nhỉ, hay là nó mới vào, chắc nó mới vào đấy. Yeah. Hai con. Hai. Cá bống phải không? Không phải cá bống, không biết là cá gì. Thôi cứ thành con cá thì lấy hết. Làm lại á? Lại tiếp tục. Đây này. Ốc thì thôi, ốc ăn rồi. Bồng đi bồng lại được nhiều đấy. Nha. Yeah, không có rồi. Có rồi, hết rồi. Đi, chỗ này đi, thử xem chỗ này đi. Đi mái cũng được một con cá chép. Con mấy con? Hai con. Hai con. Bé thế. Đi suối như này được con cá như thế thì cũng may lắm rồi. Con bùn à. Có cá. Ốc to thế, ốc bêu bàng. Không, cẩn thận đấy, nó ấy đấy, tuột mất đấy. Chính ra đi cái bê, những cái hùm vé vé như này có cá nhỉ? Cá nhiều mới được hai con. Đi tiếp. Làm lại à? Chắc bịt kín nhá. Mình đuổi từ trên này xuống. Như này thường hay có cá chê đấy bự ạ. Không biết nó không nhỉ. Ở dưới này có bùn nhiều mà. Rồi đấy, đi. Rồi, toàn bùn. Toàn bùn à. Thấy không, thấy con nào không? Không có con nào. Hụt rồi, phát này hụt rồi.
Anh làm tiếp nhá. Được chưa? Xong đuổi từ trên này xuống này. Bây giờ hiếm người đi câu cá nhở? Không như trước kia người ta đi câu đêm ấy. Câu đêm nhiều hay được con cá chi. Thôi đuổi tiếp vào. Chắc là không có như vậy. Không có rồi, hết cá rồi. Đúng. Nó không vào sâu đâu. Có không? Không được rồi. Đi xuống dưới. Cá thì cũng được một tí tẹo. Khả năng là video của vợ chồng mình sẽ kết thúc ở đây nhé các bạn nhé. Đâu cho chồng xem nào, cho mọi người xem nào, có được như nào. À đây. Được mừng lấy. Rồi đi về đi vợ ơi. Nếu mà lần đầu tiên thì mình đi chắc sẽ được nhiều nhỉ. Lần trước thấy người ta đi được nhiều phết. Được bằng này. Ăn không hết được. Được nhiều thế. Kiếm được từng này thôi. Một con nhái. Nhái hay xôn hai con cua. Thôi đi về đi vợ. Không chọn à? Người ít quá, người ta đi lần trước lầy giỏ kia cơ mà. Thôi đi về. Nhìn ngon lắm. Ăn luôn đi Thảo. Chắc ngọt lắm. Nhìn ngọt lắm luôn. Có vài quả chanh kia thì tối ăn nốt nhà Thảo nhỉ. Kiếm luôn. Ớt mua hay là như nào đây? Ớt bườn quá, bườn ấy quá. Ớt trồng đấy. Lấy hỏng rồi. Hỏng rồi bỏ đi. Thế con cá vợ chồng mình ấy đâu? Làm chưa? Vậy làm xong rồi. Nướng người nhà trên. Nướng lá chuối quá. Chưa gì thơm rồi. Ngâm như này tầm khoảng một tuần ăn được, thoải mái. Cho tỏi vào. À năm ngoái chứ Thảo nhà mình đi Sơn La nhỉ? Xuống Sơn La. Ừ, người ta bán một lọ này 50.000 đây nhỉ Thảo nhỉ? 50.000 á? Ừ, 50.000 mà. Em mình làm bán to thì 30.000. Quả to 30.000, quả nhỏ cây là 50. Cái cây kia nó mùi thơm hơn. Ui. Nó lọ to thì còn ấy, còn lọ vé như này 50.000. Còn lọ này thì 20.000 thì sao? À 30.000 Thảo nhỉ, 30.000. Nếu mà quả xanh thì 20.000. Quả lọ như này thì 30.000. Không biết là nó làm như thế kiểu gì ấy. Làm lọ xanh và lọ lỏ chín hết. Chợ đấy bán ớt ngâm mà lột lật bật của người Thái. Không biết bây giờ có bán được không nhỉ? Được hơn năm rồi sao? Được tròn một năm Thảo nhỉ? Hôm đấy mình đi tháng gì ấy nhỉ? Hình như tháng 7 hay sẽ tháng 8 gì đấy. Tháng 7 nhỉ. Nghỉ hè. Hơn 5 rồi. Hơn 5 rồi.
Bây giờ thay đổi nhiều rồi, không biết người ta còn bán hay không. Hôm nào rảnh rảnh xuống thăm tiếp. Xuống á. Mình đúng á, xuống thăm chợ kia thôi. Đến chợ là về. Đến chợ thôi. Xong mua vài quả ớt về ăn. À, lọ ớt chứ nhỉ. Vài quả.